Đây là cục thịt heo rừng nha các bạn, này heo rừng nha, đó thấy không, thịt là đó cả da cả thịt đồ luôn à, này heo rừng á. Đó, bây giờ chút nữa là mình sẽ bỏ vô nồi luộc xong bắt đầu nướng, giờ đem nướng nè. Đó. Vừa thái xả nha, cái nhà lá vườn mà xả tự trồng luôn nè, thấy không, đó không một bụi nha, đó không một bụi lớn luôn nè, chị leo luôn nè, đó chị leo luôn á. Mày bị đau nè, đó đó các bạn thấy không, bị đau nè, đó trái nè, đó trái nè, đó trái rất là nhiều nha, đó đó, đó. Đó. Trái nằm dưới luôn nè, đó đó nguyên dạng bí đao không á, đây con trái thiệt lớn nha. Nè, các bạn xem cho bí nè, lớn ghê không, đó gần lại nè, đó quá trời lớn luôn đó, cho bí đao á. Đây có cây xoài, cây xoài nè nhỏ xíu mà nó có bông rồi nè, các bạn thấy không, đó nó có bông là chuẩn bị nó có trái nè, chút xíu à. Đó. Đây thì mấy cây dừa, dừa này mới trồng à, chưa có trái đâu, vài năm nữa. Xả thôi, dạ, xả vô làm thịt heo rừng nướng nè. À, nãy giờ mình hái xong xả với ớt rồi nha, bây giờ mình sẽ vô trong mình sắt mình làm heo rừng nướng. À. Giờ ra ngoài hái rau nha các bạn. Rau hái một ít rau tí tô, đó, rau tí tô nhà trồng nè, đó, các bạn thấy không, tốt ghê không? Rất là nhiều nha, đó. Đó bên đây cũng có luôn nè, đó. Bây giờ mình sẽ hái một ít, đó. Hái một ít vô ăn với thịt heo rừng nướng. Thấy không? Dưa leo nhà trồng này nha, đó dưa leo nhà trồng nè, rất là nhiều trái rồi các bạn thấy không, đó trái nè, đó đó trái nè, trái nó nằm trong đây cũng nhiều lắm nè, đó các bạn thấy không, đó đó. Thì bây giờ mình sẽ hái một ít, mình hái vài trái vô mình ăn bò, à, mình ăn heo rừng nướng xả ớt rồi. Ok bây giờ mình sẽ hái một ít vô nha bạn, thấy không, hồi nãy giờ là mình hái cũng được một mớ rau, đây là rau tí tô, rau tí tô nha, với có một ít rau rượu răm rồi rau dốc cá luôn đó. Thì mình hái luôn có được mớ ít đậu bắp nữa nè bạn, thấy không, đó đậu bắp nhà trồng luôn nha, đó dưới một ít dưa leo, mình hái một ít dưa leo là đây ít dưa leo đó, để chút xíu nữa vô mình ăn heo rừng nướng xả ớt và đầy đủ rau dưa leo, đầy đủ nhà trồng không đó. À, bây giờ chuẩn bị sắt xả ớt, à, chuẩn bị ướp thịt heo rừng. Đó, bây giờ là mới làm xong rồi đó, mình phải trụng qua nước sôi sơ, luộc qua nước sôi sơ rồi bây giờ vớt ra. Đó, bây giờ chuẩn bị là sắt nhỏ lại rồi bắt đầu nướng, ướp xả ớt xong rồi bắt đầu nướng.
sắc xong hết rồi bắt đầu mình mới ướp với sả ớt rồi hủ về hương gia vị đồ vô, xong mình đem ra mình nướng. Đó, nhìn hấp dẫn không các bạn thấy không? Đó, sắc đã nhìn hấp dẫn lắm chứ bộ. Đó, heo rừng đó, heo rừng này nó ngon là nhờ cái da thôi. Đó, da nó rất là nhiều các bạn thấy không? Đó, nhìn ngon không? Đó, nó ít mỡ nha mà da nó dày. Bây giờ ướp xong rồi nha các bạn. Đó, giờ ướp xong được nguyên một thau thịt luôn nè. Đó, nhìn hấp dẫn, ngon ha. Đây, nguyên một thau đậu bắp nữa. Đó, đậu bắp được nữa, chút xíu nó nướng chung luôn. Đang bỏ chè leo lên vừa nướng. Nó đọc giống như là lon vậy. Lên lên. Giống như Brazil đó, Brazil mình đọc Brazil. Brazil, Brazil, Brazil. Mình đọc theo kiểu mấy người cộng rồi. Brazil đâu? Brazil. 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 Tiếng Anh là Brazil. 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 Nga là đọc Brazil, Brazil là đọc Brazil. Brazil. Đất nước Brazil. Vô đây, uống nó mới tin đây. Brazil gì đó. Brazil đó là XI. Đó, bây giờ đang nướng á, đang nướng nha các bạn. Nướng chờ chút xíu nữa chính là bắt đầu là đem ra nha. Đó, nè, thấy không? Đó đó. Đó, phải không? Đó là nướng đang sôi nha. Giờ mình chờ khoảng 20 phút. Đó, chờ khoảng 20 phút nó ăn. Đó, đem ra. Giờ mình để ra mình nướng nè. Đó. Rồi, gấp đi. Vô. Đó, bây giờ heo rừng đã nướng xong rồi nha các bạn. Đó, bây giờ mới lên bàn nè. Đó. Nhìn đó, heo rừng, mà sao không thấy mè, không thấy gì mà. Không có mè sao đây. Mời. Rồi, làm nước chao cho mọi anh em ăn. Mời anh em thử nha. Thử coi ngon nha. Đi nha, nóng quá. Không heo rừng chấm chao không? Ui, đã thì quá. Nói gì như thuốc đi kìa. Ngon quá không có lời nói luôn. Ngon rồi phải diễn tả thì sao chứ. Ngon quá không có lời nói luôn. Ngon quá không có lời mà nói luôn á. Da dày nè, ít mỡ nè, nạc nhiều nè, rất là ngon, tuyệt vời. Da heo nè. Nên nhiều ăn mấy bộ. Da heo nè. Đây là thở ướt nè. Lâu xin ăn kìa. Qua Mỹ ăn heo rừng Mỹ cho không biết mùi vị. Việt Nam toàn là heo nuôi không nè. Hết ngon rồi. Hết toàn. Thấy con heo này không? Con heo sữa này ngon không? Ngon ngon. Heo đó mà làm thịt ăn là heo sữa nè, heo sữa ngon. Là ở tù 10 năm đó nha. Ăn con heo đó là ở tù 10 năm đó. Heo này hả là không có gây ra đó. Heo này chỉ có cưng thôi chứ còn không để làm kiện chứ không có làm được cái gì nữa. Nhà thờ Đức Bà hai.
Đây cá ngân anh em đi câu được về. Đó, cá ngân nè đó. Về hả hấp đơn giản, cuốn bánh tráng nhậu. Không quay xong cái gửi vô điện thoại thằng Tuấn không có. Cá anh em đi câu nha. Mai qua dịch giữa già. Ăn lên nếu. Ăn được đâu ăn nhiều quá xấu. Đó ăn thử miếng cá coi. Ăn là cũng phải mời rồi thưởng thức rồi mời rồi mời mấy bạn ăn được không? Em ra ăn em. Rồi cá mới đi câu về tươi rối nè, thấy không? Đó, bây giờ nghe ra mình nướng cái coi nó ngon nha, nó ngon cỡ nào ha. Ăn chứ từ từ hả? Anh Tấn, anh Tấn. Quay cá thôi, đừng quay người nha. Quay cá mà. Xin mời các bạn nha. Đây là cá ngon nha. Giờ mình lấy miếng rau ha. Lấy miếng rau vô mình quay đấy. Quá là tuyệt vời. Miếng giúp cá, miếng tiết tô nha. Bốn giờ nóng lên chứ. Không có chín đâu. Chín thì miếng lên mắm. Không hấp dẫn quá. Chấm cái nước mắm lên. Rồi, hấp dẫn không? Rồi, mấy bạn thử nha. Rồi, mời các bạn ăn nha. Cá tươi rất ngon. Rất là ngon. Mới câu lên á. Ăn mà cái miệng nó cũng đầy được. Anh cầm nhận cái bóp đi. Rối quá rồi, cái tôi rối quá. Đó, anh để cho kìa. Bóp cái nắp luôn rồi, bóp lên. Anh dậy câu. Đâu làm đây. Thôi giờ toàn làm. Bây giờ em làm cũng được. Bóp cháy. Đó. Rồi, đừng khui nha. Đó, để ra nè. Cháy rồi. Đây nè. Mấy anh nãy giờ đang chỉ khui bia. Dạ hát bài này á. Xin các bạn có đón xem bài hát tiếng bản lên đường. Tôi và anh vượt bằng hướng dân thân, niềm thương ai thắng hiếp khăng khinh bên đầu. Cùng nhau sang kia buồn vui, ta mê thương đi sông biên dài. Dìu nhau qua bao gian lao, không ngày khó khăn. Nay biết đi, tôi tìm mắt chim bước đi. Lòng quên nguyên mong nao những trang thành công. Trầm tính mình nghe chuông gồng xa, đi bao tình chia tay nhau đi. Biết đi đến nay xa lạ, sương mơ chẳng buồn. Hẳn chắc trên vai quay con đi, không mang những gì. Lời dặn quên quang bấy lâu, và tôi vẫn sao ngang nỗi đau. Đứt lề bao tim, đường người vượt trao lần cuối. Giờ ta sẽ đến thành giá, đưa người đi khắp chân trời. Được tìm tương lai cùng xa bên đời chờ. Tôi mệt cầu anh không bay, nhìn làn vực bao gió xưa. Trên đường hoang vắng, anh đi về đâu? Tàu đang bước xa rời đây, lưu lại tôi những kỷ niệm. Vì bản thân chưa rời đây đã xa muôn trời. Khi về sân ga vắng tênh, đôi buồn thương nhớ đến anh. Mong ngày nào đó ta gặp nhau.